vàng đã điểm. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Chào đón quý vị đã đến với chương trình Thắp Con Thắp Mỹ. Vời như thế này kiếm ở đâu ra, chỉ có tại Thắp Con Thắp Mỹ. Thưa quý vị, Thắp Con Thắp Mỹ là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện, với khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đây là một sân chơi hết sức thú vị, nơi mà 50 quý ông và 50 quý cô cùng nhau tạo nên 10 trận thư hùng của các chàng trai và 10 trận tranh tài của các cô gái. Để từ đó, chúng tôi sẽ tìm ra top 15 quý ông và top 15 quý cô thực sự xuất sắc qua sự đánh giá bình chọn của các giám khảo, cũng như là khán giả có mặt tại trường quay, và đặc biệt là cả khán giả đang theo dõi qua truyền hình nữa. Để từ đó, chúng ta sẽ có hai trận vô địch nam và vô địch nữ vô cùng thú vị để tìm ra 3 quý ông và 3 quý cô thập toàn thập mỹ. Điều thú vị là từ top 15 quý ông và top 15 quý cô, chúng tôi lại tìm ra và ghép cặp một cách hoàn toàn ngẫu nhiên để xem cặp đôi nào xứng đáng trở thành cặp đôi thập toàn thập mỹ của chương trình với giá trị cực kỳ hấp dẫn. Và thưa quý vị, mỗi một chương trình chúng tôi sẽ có những khách mời là những ngôi sao thuộc làng giải trí để mang đến đây những bình luận đánh giá của họ, cũng như chính những sự đóng góp ý kiến và nhận xét bình chọn của các giám khảo cũng mang đến cho những quý ông và những quý cô những lợi thế nhất định để có mặt càng sâu vào vòng trong. Ngày hôm nay để xem các giám khảo xinh đẹp của chúng ta là ai. Đầu tiên hãy cùng chào đón ca sĩ Miko Lan Chin. Và tiếp theo chúng ta cùng chào đón gương mặt thứ hai cũng là người ngồi giữa rất là xinh đẹp, hoa hậu doanh nhân chuyên gia tâm lý Vy Thanh Vân. Thưa quý vị, gương mặt còn lại cũng cực kỳ quen thuộc với chúng ta, cùng chào đón diễn viên Tuyên Mộc. Quý vị, đây là ba vị giám khảo đáng yêu của chương trình. Và đặc biệt đừng quên nữa, chúng tôi còn có sự tham gia của các bạn khán giả tại trường quay. Và chính quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng là những vị giám khảo cùng với chúng tôi tìm xem đâu mới chính là cô gái mà quý vị cho rằng xứng đáng nhất. Vậy thì một tràng vỗ tay nữa chào đón tất cả các bạn. Còn ngay bây giờ, không để tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng gặp gỡ quý cô đầu tiên sẽ xuất hiện trong đêm này. Cùng chào đón nhan sắc ngốc diệu. Nhớ mình xôi khói xôi mình hương, cánh chim chiều mỏi mất đời trong. Bao giờ nhớ được mỏi lên, chứ bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi. Thiên Ngọc kính chào tất cả mọi người ạ. Thiên Ngọc đến từ miền sông nước, một vùng miền Tây tên gọi là Hậu Giang. Và ước mơ của Thiên Ngọc đó là trong 2 năm tới Thiên Ngọc sẽ là chủ một chuỗi nhà hàng ẩm thực. Tôi là quý cô thập toàn thập mỹ vì tôi yêu thích sự công bằng và rõ ràng là một cô gái phải bản lĩnh và tự tin mới lựa chọn màu đỏ. Yes. Em mang đến đây một tinh thần quyết chiến quyết đấu như thế nào? Em cần hết. Em cần hết cái sân khấu này luôn. Dạ, em cần hết. Em cần chịu tiền mập giùm anh được không? Dạ không. Không nha, nói về phần cân ký là em chấp hết.
nhan sắc thứ hai sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Xin chào đón Thu Ngân. Xin chào mọi người, mình tên là Thu Ngân, hiện nay mình đang học Đại học Hoa Sen. Ngoài ra thì mình đang là đại biểu trẻ của cộng đồng nước kết hợp cùng với chính phủ Mỹ. Nói về tính cách của mình á, thì mình có 3 tính từ. Thứ nhất, độc lập. Thứ hai, mạnh mẽ. Thứ ba là không ngừng học hỏi. Mình là đại diện cho một thế hệ Gen Z, một thế hệ mà phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc kết hợp cùng với lại thời kỳ đổi mới. Chính vì vậy mà mình chọn môn võ cổ truyền để đại diện cho một phần tính cách con người của mình. Mình là quý cô thập toàn thập mỹ bởi vì mình tin vào chính giá trị của bản thân mình. Wow! Cái này anh thấy là tóc mình cũng cá tính nè, trang phục mình cũng cá tính và mạnh mẽ. Em muốn mang đến thông điệp gì chương trình hôm nay? Em sẽ bật mí sau. Là giấu luôn. Wow. Giấu luôn. Hai nhan sắc rồi, bây giờ cùng gặp gỡ quý cô thứ ba xuất hiện ngày hôm nay, Tiên Trúc. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Hoa Tiên Trúc. Mình hiện tại đang là giáo viên và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là ca hát và vẽ tranh. Ca hát giúp cho mình thư giãn sau những giờ làm việc tích cực. Sở thích âm nhạc của mình là những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình yêu thích sự thâm trầm, sâu lắng. Đó là bản chất con người bên trong. Khác với vẻ bề ngoài là một cô gái năng động, vui vẻ, có vẻ hồn nhiên yêu đời. Và hôm nay đến với chương trình này, mình muốn khẳng định mình là một quý cô thập toàn thập mỹ. Bởi vì mình luôn luôn tìm cách để vượt lên các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để mình trở thành một quý cô hạnh phúc nhất. Thưa quý vị, Tiên Trúc là một cô giáo. Vậy thì em nghĩ rằng điều gì đặc biệt để tạo nên công việc của em hiện tại? Dạ, có lẽ là mình có một tình thương rất là lớn đối với trẻ khuyết tật ạ. Suy nghĩ như thế nào mình lại chọn công việc này? Các em khuyết tật sẽ có những cái khiếm khuyết mà những người bình thường của mình thì sẽ không có hiểu được các em rất là nhiều. Không phải là những bạn dạy trẻ khuyết tật thì ai sẽ làm cái công việc này? Ai sẽ là người mang tình thương, mang ánh sáng đó cho các em? Cho nên cái công việc này đối với em nó là một sự trân trọng. Dạ, và chúng tôi hoàn toàn trân trọng để chào đón em đến với Thập Toàn Thập Mỹ, Tiên Trúc. Chúng ta đã có 3 nhan sắc với 3 tính cách khác nhau. Hãy cùng gặp gỡ nhan sắc thứ 4 ngày hôm nay, Gia Hân. Vì mình là một con người rất thích khám phá và sáng tạo nên mình muốn đem những gì mới mẻ và độc đáo nhất cho mọi người nên mình quyết định chọn ngành marketing. Và mọi người nghĩ rằng một cô gái thích những thứ màu sắc ngọt ngào như màu hồng, tím, đỏ. Nhưng không, đối với Gia Hân thì màu đen và trắng mới là chân ái. Nó thể hiện một sự rõ ràng, mạnh mẽ và độc lập. Gia Hân, quý cô thập toàn thập mỹ. Anh thấy là thường các cô gái mà xuất hiện ở đâu thường chọn những màu sắc nổi bật chút xíu hay là nó lóng lánh chút xíu để chiếm spotlight chẳng hạn vậy. Vì sao em chọn một chiếc đầm màu đen? Dạ, tại vì em thấy các bạn ở đây thì các bạn nào cũng nữ tính và rất là dịu dàng thì em muốn chọn cho mình bộ trang phục thật là cá tính để cũng giống như là cộng cho mình một điểm nổi bật hơn các bạn khác ạ. À, mình tạo điểm nhấn cá tính đúng không? Chúc cho em sẽ thành công tại Thập Toàn Thập Mỹ ngày hôm nay. Thưa quý vị, 4 quý cô rồi, chỉ còn một quý cô nữa xuất hiện ngày hôm nay mà thôi. Đó là ai? Xin cùng chào đón Thùy Trang. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Trang, 23 tuổi, một là sinh viên đại học. Với mình, cuộc sống là nói, sống là động nhưng lòng chẳng bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Ước mơ của mình đó chính là được đặt chân tới mảnh đất của sự lãng mạn, Jeju. Mình, Thùy Trang, quý cô thập toàn Mỹ. Nói một điều gì về trang phục hôm nay em chọn thì em sẽ nói gì? Hôm nay em mang tới chương trình là với một chiếc đầm bánh bèo, một rừng hoa. Một rừng hoa đua dạ, nở. Một rừng hoa đua nở. Hoa để làm gì ta? Hoa để mà tôn vinh các quý cô đấy. À vậy hả? Dạ. Hoa để khoe sắc đúng không? Dạ đúng Chúc rồi. Chúc em sẽ khoe sắc thật rạng rỡ trong chương trình dạ. hôm nay.
Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một lần nữa năm quý cô xuất hiện ngày hôm nay. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy là năm quý cô ngày hôm nay mỗi người mỗi vẻ, và dường như họ đều mang đến những nét cá tính riêng để muốn chinh phục thập toàn thập mỹ và trở thành người nhận được kỷ niệm chương của chương trình ngày hôm nay, chắc chắn và điều đó rồi. Nhưng ngay bây giờ họ phải trải qua rất là nhiều những thử thách hấp dẫn của chương trình, và để cho các bạn tự tin khoe sắc hơn nữa thì đừng quên hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn cho cả năm cô nàng ngày hôm nay được không ạ? Thưa quý vị, ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình, cũng là thử thách đầu tiên mang tên thử thách trí tuệ. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên thập toàn thập mỹ, thử thách trí tuệ dành cho các quý cô của chúng ta sẽ rất hấp dẫn khi mỗi một quý cô được gặp gỡ với ba chàng trai với những phong cách hoàn toàn khác nhau. Cá tính có, thư sinh có, bụi bặm và đường phố cũng có nữa. Và đặc biệt là các quý cô ngay lúc này phải bằng trí tuệ của mình, sự suy đoán, suy luận và phán xét của mình chọn ra ngay lập tức một chàng trai mà các quý cô không hề muốn hẹn hò. Vậy thì để xem ngày hôm nay Ngọc Diệu là cô gái đầu tiên sẽ đưa ra quyết định lựa chọn của mình sẽ có suy nghĩ gì. Ngọc Diệu, anh Hiếu được biết em là người mẫu rồi diễn viên tự do nữa, chắc là cái tiêu chí để lựa chọn một người đàn ông mà mình có thể đặt một mối quan hệ nó sẽ khác phải không? Dạ đúng rồi ạ, tiêu chí chọn người yêu của em á là không nhất thiết phải chọn người giàu. Nhưng em sẽ chọn người cùng với em làm giàu. Oh yeah, chọn người cùng với em làm giàu. Anh Hiếu ơi, trong lúc mà đi làm người mẫu diễn viên tự do thì em cũng có một cái nghệ danh, em tên là Thiên Ngọc. Vậy thì anh sẽ gọi em là Thiên Ngọc. Tại vì sao chọn nghệ danh là Thiên Ngọc vậy? Dạ, Thiên Ngọc là ý nghĩa của nó là một viên ngọc ở trên trời á, chứ không phải nước mưa đâu nha anh. Để xem viên ngọc trên trời này sẽ lựa chọn như thế nào và đâu sẽ là phiên bản mà cô ấy cho rằng không phù hợp để kết thành một đôi. Ngay bây giờ, mời Thiên Ngọc hướng mắt về phía màn hình. Mở! Nhìn kỹ nha! Ba chàng trai với ba phong cách khác nhau đúng không? Có thư sinh nè, có cá tính nè, có bụi bặm đường phố nè. Vậy thì theo Ngọc, đâu sẽ là chàng trai không phù hợp nhất với Ngọc ngay lúc này? Em chọn bạn số 3. Em không thích cá tính hả? Dạ em, cá tính thì không phải gu em. Nếu bây giờ bạn xuất hiện tại đây thì em có dám nói lý do trước mặt bạn hay không? Dạ có. Vậy thì để xem chàng trai này xuất hiện tại đây có làm thay đổi suy nghĩ của Thiên Ngọc hay không. Xin mời. Ngay bây giờ để xem Thiên Ngọc xử lý như thế nào. Xin mời. Xin lỗi, em không phải là gu người yêu của chị, nên là chị sẽ không hẹn hò với em. Đôi khi em nghĩ là việc gu hay không quan trọng, quan trọng là sau này mình có hợp nhau hay không. Chắc chắn là không hợp rồi, tại vì chị chững chạc hơn em nhiều. Và chị chưa tìm hiểu với em hoặc là chị chưa có tiếp xúc gì với em, nhưng tại sao chị chắc chắn là không hợp? Chị cần một bờ vai vững chãi, cần một người đàn ông có sự nghiệp để có thể cùng chị xây dựng tương lai. Em đủ vững chãi nhưng mà hiện tại mặc dù em không có sự nghiệp nhưng mà sau này em có thể cùng chị xây dựng sự nghiệp. Nhưng mà chị không thích em. Nhưng em lại thích chị. Chị không muốn mất thời gian với những cái điều mà chị không thích. Chị muốn dành thời gian đó cho người chị yêu và chị muốn tận hưởng cái khoảng thời gian đó vì chị rất là quý thời gian. Mong em thông cảm nha. Em cũng tôn trọng ý kiến của chị. Dạ, em cảm ơn chị. Và đó là quý cô đầu tiên. Để xem cô gái thứ hai sẽ như thế nào, chúng ta cùng đến với Thu Ngân. Hồi hộp không nè? Chút. Một chút thôi phải không? Hy vọng rằng là với bản lĩnh và cá tính của mình, em sẽ vượt qua thử thách này. Thứ mắt lên màn hình nào. Xin mời. Thưa quý vị, rõ ràng đây là ba chàng trai mà Thu Ngân sẽ được gặp gỡ ngay bây giờ. Chàng trai số 1, chàng trai đứng ở bì bên kia nha, sai em nhất là phong cách cá tính. Chàng trai ở giữa là phong cách thư sinh số 2. Và chàng thứ ba gần em nhất là phong cách
bụi bặm đường phố. Đâu là chàng trai mà em cho rằng là không có hợp để làm người yêu của mình? Em nghĩ là anh đầu tiên không hợp để làm người yêu của em. Anh đầu tiên không hợp, tại vì sao? Dạ, tại vì mặc dù em mặc một bộ đồ như thế này nhưng mà bản chất em vẫn là một người dịu dàng. Và em nghĩ là anh này không phù hợp với em, tại vì sở thích của em á, thích đi thư viện hoặc là những cái bảo tàng lịch sử. Em nghĩ là ảnh phù hợp để chơi những môn thể thao ngoài trời. Nếu như chàng trai đó xuất hiện tại đây, em có dám đi trước mặt chàng trai ấy và nói thẳng rằng tôi không muốn hẹn hò với anh? Dạ có. Chàng trai ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Mời chàng trai số 1, xin mời. Thấy ra cười cũng dễ thương hiền nha, coi chừng là cá tính chứ là phong cách bề ngoài thôi bà ơi. Đúng không? Đó, thực hiện thử thách đi, xin mời. Cứ lên, cứ lên. Mạnh mẽ lên em gái. Chào em. Dạ, em chào anh. Cho anh hỏi là lý do tại sao mà em chọn anh là không phải là của người em của em? Tại vì em nghĩ là tính cách của anh không phù hợp với em. Em chưa tìm hiểu anh sao anh biết tính cách của anh không phù hợp với em? Khi mà mình cảm thấy không phù hợp với người nào đó thì mình nên từ chối để mà tránh làm mất thời gian của cả đôi bên. Đôi khi trực giác nó cũng không có đúng cho lắm. Nếu mà trải nghiệm thực tế, cái cá tính của anh thì nó như vậy, nhưng mà con người anh thì nếu mà đối xử với em một cách khác thì sao? Nhưng mà em vẫn nghĩ là em vẫn giữ quan điểm của mình. Và em nghĩ là với tư cách là một người đàn ông thì anh nên tôn trọng ý kiến của một người phụ nữ. Nhưng mà tại vì anh thích em. Nhưng mà em không thích anh. Và em nghĩ rằng là em không quan tâm là anh có thích em hay không. Em chỉ quan tâm là em có cảm giác với anh hay không. Và em nói là no. Nhưng mà anh thích em. Nhưng mà em không thích anh. Dạ. Cho anh Hiếu hỏi nè, nếu như chàng trai cá tính là người mà em cho rằng không phù hợp để em hẹn hò, thì hai chàng trai còn lại với phong cách thư sinh, bụi bặm và đường phố thì đâu là chàng trai mà em cho rằng em muốn hẹn hò? Có thể là anh thứ hai có thể phù hợp để tìm hiểu em. Có bao nhiêu phần trăm? Tầm 30-40%. Ôi thấp quá, cho lên cao đi. Gặp mới biết được anh à. Gặp mới biết đúng không? Ngay bây giờ mời chàng trai số 2 thư sinh xuất hiện tại sân khấu. Thời gian dành cho Thu Ngân tỏ tình với chàng trai thư sinh. Xin mời. Em chào anh. Thì không biết là lần đầu tiên anh gặp em, cảm nhận của anh về em như thế nào? Lần đầu tiên thì anh chào em. Và cái điểm đặc biệt nhất đối với em đó là đôi mắt. Bởi vì cái sở thích của anh là trước khi nhìn một người phụ nữ là anh nhìn vào đôi mắt. Vậy thì không biết là anh có thích đọc sách hay không? Đọc sách thì anh không thích, không thích cho lắm. Nhưng mà anh thích đi trải nghiệm nhiều hơn. Là mình có thể đi du lịch hoặc là mình đi dạo phố. Em nghĩ là khi mà em gặp anh lần đầu tiên á, thì em cũng có cái ấn tượng ban đầu nhìn anh rất là hiền. Em thì thích con trai hiền. Tại vì mặc dù là em nữ tính nhưng mà đôi lúc em cũng hơi cá tính một chút xíu. Cho nên là em cần một người đàn ông điềm tĩnh để mà có thể cho em những lời khuyên trong cuộc sống. Thì không biết là anh có cảm thấy thích em không? Thì hiện tại bây giờ thì anh chưa thể nói chắc chắn được. Nhưng nếu mà có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà em thấy tự nhiên anh nhìn em cái kiểu nó lạ lạ lắm. Tự nhiên anh nói mà anh cứ dòm ở bên này, dòm ở bên kia, sao anh không nhìn thẳng vô mặt em nè? Đứng gần hơn mới nhìn thấy được em đứng xa quá. Tại vì nhìn đôi mắt của em làm anh bấn loạn quá. Vậy là anh có thừa nhận là anh có thích em đúng không? Có đúng ta, không? Người ta bây giờ là có. Chúc mừng Thu Ngân đã thể hiện một màn tỏ tình thành công. Vừa rồi là quý cô thứ hai đã chinh phục thử thách trí tuệ của mình. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với quý cô thứ ba là Tiên Trúc. Anh biết rằng là lĩnh vực nào hay công việc nào chúng ta cũng cần tình yêu đúng không? Mình có quá nhiều yêu cầu cho tình yêu không? Em cũng không có nhiều yêu cầu lắm. Yêu cầu của em vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản, đó là? Rất là đơn giản. Đó là gì? Sự đồng cảm của hai trái tim. Trời ơi, như là tình thơ vậy đó.
Nếu như em gặp một chàng trai đó qua một bức hình thì em liệu rằng có thấy được sự đồng cảm liền lập tức không? Dạ, có thể sẽ được tầm khoảng 50%. Vậy thì bây giờ em hãy cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi ba chàng trai sau đây, ai lọt vào mắt xanh của em nhé. Xin mời! Chàng trai đầu tiên ở vị trí số 1 là chàng trai với phong cách cá tính, chúng ta rất là dễ để nhận thấy. Chàng trai ở giữa số 2 là chàng trai với phong cách thư sinh. Và chàng trai còn lại là chàng trai với phong cách bụi bặm và đường phố là chàng trai số 3. Vậy thì câu hỏi dành cho em là đâu là chàng trai em không muốn hẹn hò? Dạ, đó là chàng trai đầu tiên ạ. Chàng trai đầu tiên cá tính, em cũng không thích luôn hả? Dạ, với em thì chưa có sự trưởng thành. Bạn mang một phong cách còn trẻ trung, còn thoải mái thì có lẽ là cái sự đồng cảm trong tâm hồn của bạn nó sẽ chưa đủ sâu. Thường một cô giáo mà chia tay thì nói như thế nào với người yêu nhỉ? Em chưa có chia tay nên em cũng chưa biết. Vậy thì bây giờ đây là thử thách dành cho em ở phần thử thách trí tuệ này. Đó chính là hãy tiến thẳng tới trước mặt chàng trai ấy và nói rằng bạn hoặc anh hoặc em không thích hợp làm người yêu của tôi. Em có dám nói không? Dám ạ. Dám ha? Dạ. Và chàng trai ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Xin mời. Đúng là phong cách giống như em nghĩ. Giống như là em mọi người rất là trẻ trung và năng động. Không khác gì trong hình đúng không? Dạ. Bây giờ bình tĩnh thực hiện thử thách của chương trình nha. Mời em tiến lại gần chàng trai ấy. Xin mời. Hôm nay chị gặp em thì chị muốn nói là em chưa phải là đối tượng để chị bước vào một mối quan hệ. Em có đủ trưởng thành để tiến tới với chị. Chỉ là bộ đồ trên người em đang mặc giống như là câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Khi giờ gặp trực tiếp thì chị thấy em cũng có sự chín chắn đó, cũng hiền lành. Nhưng mà đúng như chị đánh giá là cái cách phong cách của em vẫn còn trẻ lắm. Và em sẽ có một thời gian để em thẩm thấu sâu hơn nữa. Vậy chị và... em có thể thay đổi không? Nếu mà cần thay đổi thì có lẽ em cần một sự nghiêm túc hơn nữa. Yeah. Và một sự trầm tĩnh hơn nữa. Em nghĩ là em có đủ trầm tĩnh để nói là em thích chị lắm á. Chị nghĩ là hiện tại thì chưa được. Em cứ thêm một thời gian nữa rồi em cố gắng hơn nha. Đúng rồi. Chị cũng đã cảm ơn em đã dành tình cảm này cho chị rất là cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với Gia Hân, cũng là quý cô tiếp theo đến với thử thách trí tuệ. Và Gia Hân thân mến, đâu sẽ là chàng trai mang đến cho mình những ấn tượng? Hãy cho anh Hiếu biết. Mở. Chàng trai số 1 là chàng trai với phong cách cá tính ở vị trí xa em nhất. Chàng trai thứ 2 ở giữa là chàng trai với phong cách thư sinh. Và chàng trai còn lại là chàng trai số 3 với phong cách bụi bặm và đường phố. Bây giờ nhìn ngắm thật kỹ nha. Trong ba chàng trai này đâu là chàng trai em thích nhất? Dạ cái chàng trai mà mặc chung như những cái sếp đi chung với em luôn. Vậy thì bây giờ hãy cho chương trình được biết đâu là chàng trai không thích hợp làm người yêu của em. Chắc là bạn ở giữa. Dạ, tại vì theo với cá tính của em thì chắc là em không thích những bạn nam mà quá là hiền dinh. Nếu như chàng trai ấy xuất hiện tại đây, không phải là trên tấm hình, thì em có dám tiến thẳng tới trước mặt chàng trai ấy và nói rằng là bạn không phù hợp làm người yêu của tôi không? Dạ có. Và chàng trai ấy xuất hiện ngay bây giờ. Xin mời chàng trai số 2. Đấy. Hãy nhìn thật kỹ và hãy thực hiện yêu cầu thử thách của chương trình là nói thẳng vào mặt anh ấy rằng là anh không phù hợp làm người yêu của em. Thời gian dành cho em bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Anh không phù hợp làm người yêu của em. Nếu mà em trả lời như vậy thì có thể nào cho anh biết một vài lý do để có thể anh thay đổi được không? Bề ngoài của anh thì nó hơi thư sinh. Em là một người cực kỳ cá tính. Em muốn là bạn trai của mình thì cũng phải có một cá tính và mạnh mẽ. Nếu em nói vậy thì nếu mà anh nói anh có thể chịu thay đổi về em thì sao? Nếu mà anh nói cái câu đó ra thì em nghĩ là em sẽ không càng không chọn anh. Tại vì nếu mà thực sự mà một người muốn ở bên em thì họ sẽ nhìn cái cách mà em đối xử với họ như thế nào mà họ tự trong lòng họ biết và họ thay đổi, chứ không phải mà vì một lời nói mà anh sẽ thay đổi vì em mà em có thể
quen anh. Nhưng mà ngày xưa người ta cũng nói có câu là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lỡ như em có thể đánh mất một cái điều gì đó mà có thể khiến em hối hận, trong đó có anh thì sao? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà tuổi trẻ là để trải nghiệm. Mình đánh mất người này nhưng mà mình có thể tìm kiếm một người khác có thể tốt hơn, phù hợp hơn với bản thân mình ạ. Nhưng mà đối với anh, thanh xuân của một người phụ nữ nó rất là ngắn. Dạ nhưng mà em có thể chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân để chọn một người phù hợp với em, chứ không phải là phí thời gian với một người mà em phải cố gắng hòa nhập với người đó. Thưa quý vị, đây là quý cô còn lại của chương trình ngày hôm nay. Để xem Thùy Trang sẽ đến với thử thách của chúng ta như thế nào. Mở. Sao? Hay sao? Ngon. Ngon. Gì ngon? Dạ. Nhìn trai khớp. Nhìn trai khớp hả? Dạ, nó đẹp quá. Khớp nhiều lắm luôn, thành ra em ít nói, em không nói được. Khớp nhiều lắm không nói được, vậy thì bình dạ. tĩnh nè, bình tĩnh. Anh xin thêm năng lượng cho em. Hãy cho biết đâu là chàng trai em cảm thấy thích nhất và muốn hẹn hò với chàng trai đấy. Em nghĩ là em thích một chàng trai bụi bặm hơn. Tại sao? Qua hình em có cảm thấy được là chàng trai này có những trải nghiệm riêng của cuộc đời rồi. Đó, thì đi nhiều á. Cái mùi ở đây là cái mùi đời đúng không? Dạ đúng rồi. Cái mùi đời, cái là em thích cái mùi đời. Dạ. Còn chàng trai nào mà em nghĩ rằng sẽ không phù hợp với mình? Em nghĩ cũng là chàng trai đó luôn á. Tại sao? Tại vì những cái mà thuộc dạng như là biết hết rồi á, thì với một người mà trời chưa biết mùi đời nhiều như em á, là coi như là nó cũng khá là khó để có mét với người ta. Vậy thì bây giờ hãy đưa ra quyết định, trong ba chàng trai này đâu là chàng trai mà em không muốn trở thành người yêu? Ngộ em ha. Em chọn anh số 3. Bây giờ là thử thách của chương trình dành cho em. Nếu như chàng trai ấy xuất hiện ngay tại đây, em có dám tiến thẳng tới trước mặt chàng trai ấy và nói rằng là anh không phải là người phù hợp để làm người yêu của em hay không? Dạ được. Được ha. Dạ. Xin mời chàng trai số 3 xuất hiện tại sân khấu. Thử thách của em bắt đầu. Anh chào em. Dạ, anh chào anh. Anh không phù hợp là bạn trai của em, cũng như không phù hợp để em có thể tiến sâu hơn cái mức là bạn bè. Em hãy cho anh một cơ hội và em cho anh một phút để em thay đổi bản thân, như vậy có được không? Wow! Vì em á, anh thay đổi bản thân, em có thể nào em suy nghĩ lại được một chút xíu nào hay không? Con người mình thì sẽ có một tính cách riêng biệt khác nhau. Và cho dù mình có thay đổi biết bao nhiêu tính cách bên ngoài chăng nữa, thì tính cách bên trong con người mình vẫn là như vậy. Và em vẫn giữ quyết định của em, đó chính là anh không phù hợp làm bạn trai hay người yêu của em. Em nhìn anh, con người anh vậy thôi, nhưng mà bên trong anh nhiều tiền. Nói thật chứ, cuộc đời này em thiếu tất cả, trừ tiền. À vậy hả? Dạ. Cái đó thì anh nói cho vui như vậy thôi, nhưng mà quan trọng nhất là em có thể thay đổi một lần nữa được không? Anh có thể quỳ xuống ở đây để... Anh có thể quỳ xuống ở đây để nói lên lòng thành của anh đối với em. Bây giờ em không đồng ý anh quỳ hoài ở đây luôn. Anh cứ quỳ hoài ở đây luôn. Theo em được biết, cuộc đời con người sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, có đúng, có sai. Nhưng em tin quyết định lần này của mình là đúng. Em tin em không chọn anh là đúng à? Là đúng, dạ đúng rồi. Anh mỏi lắm rồi đó. Quyết định của em không thay đổi. Và thưa quý vị, như vậy là quý cô thứ 5 của chúng ta cũng đã thực hiện thử thách trí tuệ dành cho mình. Còn chờ gì nữa, hãy cùng gặp gỡ lại cả 5 quý cô trên sân khấu này. Xin mời. Thưa quý vị, 5 quý cô của chương trình ngày hôm nay đã vượt qua một cách xuất sắc thử thách trí tuệ dành cho riêng mình. Đó là cảm nhận của Phương Hiếu thôi. Nhưng còn các vị giám khảo thì sao? Bây giờ hãy cùng xem giám khảo sẽ nhận xét như thế nào với lần lượt từng quý cô của chúng ta. Mời Phi Thanh Vân. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Đầu tiên chị muốn chia sẻ về thí sinh Ngọc Diệu có nghệ danh là Thiên Ngọc. Em có một điều mà chị rất là thích. Đấy là tiêu chí của em khi mà em chọn người yêu. Người yêu không nhất thiết phải giàu, nhưng phải là người đủ bản lĩnh để cùng em làm giàu. Chị hy vọng là em sẽ tìm được một người yêu giống như thế. Sự nhẹ nhàng, dễ thương, trong sáng này. Khi em từ chối cậu bạn trai kia thì em rất là phân định rõ ràng về việc chị là chị, còn em là em. Em từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Biết sử dụng kỹ năng mềm rất tốt. Tới thí sinh thứ hai, em Thu Ngân. Chị cũng thích một số những cái câu nói của em. Đầu tiên là cá tính. Em chọn người bạn trai cá tính, nhưng trong một phạm trù cho phép. Chị cũng thích luôn sở thích mà em thích đi viện bảo tàng, em đọc sách. Em là người phụ nữ sống nội tâm. Nhưng em còn đang bị khuyết có nhiều thứ ở ngoài sách. Nó rất khác với ngoài đời. Và em đang có một cái vấn đề. Có nghĩa là cái gu thời trang của em nó bị khập khiễng. Nên hãy trải nghiệm nhiều vào, hãy cân bằng cuộc sống, cân bằng giữa trí tuệ, giữa học tập, giữa sách vở và đời thường. Cách để từ chối bạn trai một cách hợp lý, nhưng em thẳng quá. Đôi khi chúng ta có thể dùng trí để chúng ta từ chối bằng những cụm từ khéo léo mà không nhất thiết phải chặt chém người đàn ông đối diện chúng ta. Em xin lỗi là em chen ngang lời chị chút xíu. Là ở đây á, em đánh giá cao cái phần ứng xử của bạn số 2 là bạn Thu Ngân. Như bạn có cái nét thông minh, dứt khoát nhưng không làm người khác buồn. Em thấy bạn nó pha chút lý lắc vui vẻ và tạo một cái cảm giác dễ chịu chứ không có phũ phàng. Thật sự chị thấy em không phũ phàng. Vậy thì Trinh lại có suy nghĩ khác. Nếu mà hai thí sinh bạn Ngọc Diệu với bạn Thu Ngân thì Trinh đều cảm thấy là các bạn đều phũ phàng và các bạn liên tục làm cho Trinh nổi da gà. Thiên Ngọc em quá đẹp, cách ứng xử của em có thể ở đây vẫn có những người được em thuyết phục bởi vì em đẹp, chị xin được nhắc lại. Nhưng mà cái nét đó, hình như em từ bỏ cái chữ Diệu trong tên của em. Từ ngoại hình mình có thì mình có thể có những cái động tác và lời nói nó tỷ lệ thuận. Đúng rồi, tỷ lệ thuận với vừa lại từ chối người ta nhưng mà người ta vẫn sẽ rất thương em, người ta vẫn rất mến em có thể được. Ở đằng này chị chưa thấy được cái điều đó. Còn Ngân, em nói em có chiều sâu, chị chưa nhìn thấy được cái chiều sâu đó của em. Nên em khác ý kiến hai chị xíu. Không sao, không sao. Tiếp tục, chúng ta cùng đến với cô gái Tiên Trúc. Cảm ơn bạn vì công việc mà bạn lựa chọn. Nhưng mà để gọi là thể hiện được chiều sâu thì chắc là Trinh đòi hỏi cao quá hay sao? Với trẻ khuyết tật á, thì mình cũng đối xử rất là dịu dàng. Nên hồi nãy thật sự là mình có một sự kìm nén lại để cho bạn nam không có bị tổn thương. Chị hoàn toàn thích cái câu trả lời này của em. Chị cũng thích một điều rằng là khi mà em ra, em đã sử dụng đôi mắt để em trấn áp được cả cái bạn diễn viên nam hỗ trợ kia. Và bạn diễn viên nam nó bị khớp, nói chuyện với em mà lắp bắp. Cái đó nó chính xác 100% cái cách mà cô giáo hay những chuyên gia tâm lý sử dụng đôi mắt để trấn áp người đối diện. Ok, rất là tốt. Chị hy vọng rằng là em sẽ không dùng điều đó với người yêu tương lai của em. Dạ, cảm ơn chị ạ. Ok. Vậy bây giờ Tuyền Mập thì sao? Bạn trả lời điềm đạm, vừa phải, chỉnh chu từng câu từ. Và cái cách bạn từ chối người ta không làm người ta buồn. Bạn trân trọng cái người đối diện cho dù bạn không cần người đó. Đúng. Bạn không thích người đó. Nhưng mà bạn rất quyết đoán. Bạn quyết đoán vô cùng. Nhưng mà ở đây là chương trình thập toàn thập mỹ thì Tuyền nghĩ là mình có một cái phần quyết đoán nè, mình có phần điềm đạm nè, mình thu phục được lòng người nè, nhưng thêm chút xíu mạnh mẽ, cương quyết một chút nữa, mạnh hơn chút nữa thì có lẽ là tròn hơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Và bây giờ cùng xem Gia Hân sẽ nhận được những đánh giá như thế nào. Gia Hân, lúc nãy trong cái câu mà em nói chuyện với diễn viên hỗ trợ, em nói là em rất là quan trọng về ở bên ngoài. Nhưng mà em biết sao, ở bên ngoài của chúng ta đấy, nó có rất là nhiều những cái tính cách khác nhau mà đôi khi chỉ được thể hiện qua bộ quần áo như em nói. Hôm nay chúng ta cảm thấy chúng ta muốn làm gentleman thì chúng ta mặc đồ vest giống như là anh Phương Hiếu. Chúng ta cảm thấy bụi bặm đường phố, chúng ta sẽ chọn một cái phong cách bụi bặm đường phố. Nhưng với người đàn ông, chúng ta cần phải trải nghiệm để hiểu được con người anh ta bản chất thực sự là người như thế nào. Cái tính người á, nó còn sâu hơn là đáy biển nữa.
không đo được chỉ bằng vài phút trên này đâu. Nên nếu như có từ chối thì hãy nói là em sẽ dành thời gian cho anh để chúng ta làm bạn. Sau giai đoạn tìm hiểu 1 tháng, 3 tháng, nếu như em cảm thấy hợp, chúng ta sẽ tiến tới với nhau. Người đàn ông nó sẽ quý trọng hơn các em rất nhiều. Để bổ sung ý của chị Vân á, thì Gia Hân em là một trường hợp để chị thấy ngày hôm nay cả 5 thí sinh đều rất ngoan. Em đã có những cái câu mà chị thắc mắc là không biết em có nghĩ như vậy thật sự không, mà em lại nói trên sân khấu. Ví dụ như bản thân em nhìn bề ngoài nhiều hơn, sau đó em nói là đánh mất người này thì mình tìm được người khác tốt hơn. Phủ quá, chưa chắc. Và em từ chối nghe người ta sẽ hiểu sai về em. Dạ, những câu trả lời của em thì nó có một phần là em ở trong đó. Ra ngoài thì đều nói là em ngoan hết, nhưng mà thật sự là trong bản thân em có một cái gì đó rất là nổi loạn á. Nên là những cái câu mà hồi nãy em nói thì có một phần là thực sự đó là một phần trong bản thân em. Dạ. Đúng rồi em à. Anh tin như vậy, tại vì em rõ ràng trong cái cách nói và cái lực nói á, hoàn toàn là từ cái lực và suy nghĩ nói ra. Em thì ở đây là em thấy bạn là một người có chính kiến á, bạn nói đúng về cái bản thân của bạn, bạn nhìn bạn biết bạn ở đâu. Cái lợi thế của bạn là mạnh mẽ và bạn rất độc lập. Nhưng cái thiếu của bạn là bạn bị vội quá. Bạn đúng không rồi. Có cái sự chậm rãi và phán đoán. Đúng rồi. Gia Hân, em có nói một cái câu là em có thể bỏ thanh xuân ra để chọn đúng người. Chị thích câu này nha. Ai cũng phải bỏ thanh xuân ra để chọn đúng người cả. Nhưng trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi, có chọn lọc, có trí tuệ, có tâm lý, thì lúc đó em không phải bỏ quá nhiều thời gian ra. Và em không cần phải chọn quá nhiều mà đã chọn là đúng. Rồi, cô gái cuối cùng thì sao? Em có những cái từ ngữ mà mình nói với nhau vui thì được. Dạ đúng. Lên sân khấu và hôm nay em thi thập toàn thập mỹ, em nhìn ba chàng trai em nói ngon. Nếu như em nghe người khác nói như vậy về em, nhiều khi em cũng không thích. Mình tiết chế từ ngữ lại và em để cho anh ấy nắm tay em hơi lâu. Và cái cách mà em trả lời anh ấy, em ngước nhìn lên trần, em tìm thoại. Chứ thật ra nó chưa xuất phát từ sâu trong suy nghĩ của em. Tất cả các cô gái ở đây làm ơn tìm lại cái tính cách thật sự của mình. Và đang không phải diễn xuất. Các bạn thể hiện được tính cách của mình, chứ không phải là nghe chương trình nói mà em không thích anh, tại vì chắc chắn là vậy, anh có thay đổi gì cũng vậy thôi. Nhưng mà khi chàng trai đó rút cái tay ra rồi em vẫn Phê. Em còn bị cái nữa là em bị mâu thuẫn. Em mâu thuẫn trong chính tư duy của em, trong chính con người của em. Khi em thoại với bạn nam, em diễn với bạn nam, phải thay đổi em ạ. Em, chị nói thiệt nha, khi mà mình thi cái chương trình thập toàn thập mỹ thì mình nên cẩn trọng hơn về lời nói. Cái dùng cái từ ngon nó không đúng cái vị trí, không đúng cái địa điểm cái để em nói. Cái ngữ cảnh ở đây. Đúng rồi. Đặc biệt là em hơi cố chấp, không có sự uyển chuyển. Các cô gái thân mến, rõ ràng là tôi tin rằng với những chia sẻ đó cũng đâu đó giúp cho các bạn tìm thấy được chính bản thân mình. Còn quý vị khán giả thì sao? Quý vị nghĩ như thế nào về những nhận xét từ phía ban giám khảo dành cho 5 quý cô ở đây, cũng như các bạn khán giả đã có mặt tại trường quay và cả quý vị khán giả nữa, quý vị sẽ yêu mến tính cách nào hơn trong 5 quý cô này? Ngay bây giờ, thời gian bình chọn dành cho giám khảo cũng như khán giả có mặt tại trường quay xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy chúng ta sẵn sàng đến với kết quả của thử thách trí tuệ, là thử thách đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Như đã chia sẻ, xin được nhắc lại, 2 trong 5 quý cô này, 2 quý cô nào nhận được nhiều sự bình chọn không thích có mặt ở vòng sau nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi kết quả ngày hôm nay từ phía 3 vị giám khảo cũng như là các quý vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta cùng gặp gỡ lại với Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, em có nghĩ rằng mình phải là người dừng cuộc chơi tại đây không? Dạ không ạ. Vì sao? Vì em nghĩ em đủ khả năng để chinh phục ban giám khảo cùng với tất cả khán giả có mặt ở trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình. Đâu là điều mà em nghĩ rằng lợi thế của mình nhất so với 4 cô nàng còn lại? Em nghĩ là em đẹp, em có trí tuệ. Vâng, có nhan sắc, có trí tuệ. Đó có phải là những thứ mà giám khảo cùng với các bạn khán giả có mặt tại trường quay đã cảm nhận được hay không? Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với
kết quả dành cho Thiên Ngọc. Và sau tiếng đếm 1, 2, 3 của tôi, chúng ta sẽ biết được kết quả ở vị trí Thiên Ngọc. Tất cả đã sẵn sàng. Quý cô Thiên Ngọc, kết quả sẽ là 1, 2, 3. Yeah, xin chúc mừng Thiên Ngọc. Bây giờ chúng ta đến với quý cô Thu Ngân. Thu Ngân ơi, cảm xúc em ngay lúc này là gì? Dạ, em có một chút run nhưng mà em cũng rất là tự tin vào những giá trị của bản thân mình. Bao nhiêu phần trăm em nghĩ rằng mình sẽ vượt qua thử thách đầu tiên này? Em nghĩ là 70%. 70%? Một con số khá là khiêm tốn. Tuy nhiên, vẫn thể hiện được sự bản lĩnh và tự tin chinh phục thử thách đầu tiên của mình. Ngay bây giờ là kết quả dành cho Thu Ngân. Kết quả dành cho quý cô Thu Ngân. 1, 2, 3, trình bày. Rất tiếc phải nói lời chia tay với Thu Ngân ngay tại đây. Và không sao, anh Hiếu tin rằng là những giá trị mà chúng ta tin tưởng vào bản thân mình sẽ là những giá trị giúp cho Ngân sẽ tỏa sáng. Cảm ơn Ngân. Một quý cô đã phải dừng cuộc chơi, như vậy là còn một quý cô nữa trong số 3 quý cô còn lại phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1 này. Chúng ta cùng đến ngay với quý cô Tiên Trúc. Em cảm thấy như thế nào khi một bạn đồng hành của mình đã dừng lại? Dạ, em cũng có một xíu lo lắng. Nhưng mà theo em nghĩ thì có lẽ là chương trình sẽ giữ em lại để khai thác nét mạnh mẽ của em trong vòng sau ạ. Chúc cho em gặp nhiều may mắn. Ngay bây giờ là kết quả dành cho Tiên Trúc. Xem nào. 3, 2, 1. Xin mời. Chúc mừng. Nào, em đã đúng rồi đúng không? Em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là vui ạ. Rất là cảm ơn ban giám khảo cũng giống như là khán giả ở chương trình ạ. Em có gửi lời chúc gì cho hai bạn còn lại không? Dạ, em chúc là hai bạn may mắn. Rất là mong được đồng hành với lại cả hai bạn trong vòng tiếp theo. Không được em muốn đồng hành với ai nhất? Nếu là một trong hai bạn thì em hy vọng vào số 5. Tại vì em thấy vào đó là một cô gái khá là thú vị. Đó là cảm nhận của em thôi, nhưng không đồng nghĩa đó cũng là cảm nhận của ban giám khảo hay là các bạn khán giả có mặt tại trường quay. Bây giờ chúng ta cùng đến với quý cô thứ tư, Gia Hân. Gia Hân thân mến, em nghĩ gì khi mà người đồng hành cùng với em lại không tiếp tục muốn đồng hành cùng với em trong vòng sau? Em cũng có một chút là hơi buồn nhẹ, nhưng mà em cũng đã làm rất là tốt những cái phần mà chương trình đưa ra và em hoàn thành tốt. Cũng giống như là những cái gì em đã nói thì em mong là khán giả và ban giám khảo cùng tất cả mọi người sẽ công tâm nhất ạ. Tiếp theo, Thùy Trang. Trang thân mến, ngay lúc này cảm xúc của em là gì? Dạ, cảm xúc với hiện tại của em rất là hồi hộp. Nhưng mà em tin chắc rằng mình sẽ không phải là một trong hai người còn lại. Vậy thì bây giờ, mời hai bạn vào vị trí. Kết quả dành cho các bạn bắt đầu. Cùng hướng mắt về Gia Hân và Thùy Trang. 3, 2, 1, xin mời! Như vậy là rất tiếc chúng ta phải chia tay với Thùy Trang và
ba cái tên còn lại xuất sắc bước vào vòng 2 của chương trình, đó chính là Gia Hân, Tiên Trúc và Thiên Ngọc. Cảm ơn Thùy Trang đã đến với chương trình và chúc cho bạn tiếp tục thể hiện sự cá tính và thoải mái của mình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chúc mừng cho ba cô gái Thiên Ngọc, Tiên Trúc và Gia Hân. Mời các bạn tiến về sân khấu nào. Một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho ba quý cô xuất sắc để cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình mang tên Thử thách đời thường. Thưa quý vị, và đây chính là vòng 2 của Thập Toàn Thập Mỹ mang tên Thử thách đời thường. Rõ ràng từ ngay cái tên thì chúng ta cũng hiểu đây chính là những thử thách diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể diễn ra ở đâu đó và cũng có thể diễn ra ngay chính trong nhà của mọi người khi mà chúng ta phải đối mặt với cuộc sống. Cuộc sống luôn luôn là sự lựa chọn. Vì để xem ngày hôm nay thử thách mà chúng tôi mang đến cho cả ba cô gái là gì. Chồng của quý cô đi công tác nước ngoài, anh ấy tấn công một cô gái vị thành niên và bị bắt giữ. Trước thông tin này, mẹ chồng thì khuyên con dâu nên tha thứ cho chồng, còn mẹ vợ thì khuyên con gái nên từ bỏ. Rõ ràng theo lẽ lời thường, mẹ chồng thương con trai cho nên khuyên con dâu tha thứ là đúng rồi. Còn mẹ vợ dĩ nhiên cũng bênh vực con gái của mình chứ, khuyên ly hôn. Liệu rằng quý cô sẽ nghe theo mẹ chồng hay là mẹ mình, hoặc là có hướng xử lý tình huống khác? Ngay bây giờ, thật đặc biệt và hấp dẫn hơn nữa, trong vai mẹ chồng là diễn viên Tuyền Mộc và trong vai mẹ vợ là diễn viên Phi Thanh Vân. Thưa quý vị, tôi tin rằng sắp sửa diễn ra trên sân khấu lúc này là cuộc gặp mặt thú vị để xem quý cô đầu tiên sẽ ứng xử và xử lý tình huống này như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần thực hiện thử thách của quý cô Thiên Ngọc. Xin mời! Trời ơi, tôi mẹ không thể nào chịu đựng được. Ở Việt Nam thì ngoan hiền, xong rồi đi nước ngoài thì đi qua bên đó là những chuyện sằng bậy, thiệt tình tôi không chấp nhận được luôn á. Bà Xui à? À dạ, tôi chào chị Xui. Tôi muốn trả thằng con trai bà về nơi sản xuất. Là ly dị. Mẹ không muốn nói gì cả. Con ngồi đây. Để tôi rót nước. Để con, để con. Thôi để mẹ. Mẹ đang là người có lỗi. Thằng con trai chị nó mới có lỗi chứ chị là chị không có lỗi. Dạ không chị, người ta nói là mũi dại lá chiều đòn. Dạ. Con ngồi đi. Dạ con xin phép. Xử lý vụ này liền. Mẹ muốn nghe quan điểm của con nha. Mẹ ơi, chuyện cũng lỡ rồi. Người đau buồn, bây giờ đau buồn nhất là con nè. Đúng rồi. Mẹ biết. Chứ không phải là ai hết á. Nên là thôi hai mẹ bình tĩnh. Và con nghĩ á, ngày đầu tiên khi con gặp con trai của mẹ á, là con muốn mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Đúng. Mang niềm vui đến cho anh ấy. Phải. Và anh ấy mong muốn được có con bên cạnh. Nhưng mà ngày hôm nay á, con không còn làm được điều đó nữa. Ủa ý con là con nói gì vậy, là con muốn chia tay với lại thằng con mẹ đó hả? Dạ không ạ. Con nghĩa là sao? Con không còn làm được điều đó nữa. Con không còn mang đến cho anh ấy tiếng cười, hạnh phúc và những cái điều mà anh ấy mong muốn nữa. Mà bây giờ lại có một người phụ nữ khác có thể làm cho anh ấy hạnh phúc hơn. Nhưng mà mẹ, nếu mà lỡ mà anh ấy phạm tội và nếu anh ấy có thủ án á, thì con vẫn sẽ chờ anh ấy về. Tại vì bản thân con bây giờ là vợ hợp pháp. Con tính chờ tới khi nào, lỡ nó bị đi 5 năm thì sao? Không lẽ con không chờ nữa à? Con vẫn sẽ chờ. Tại vì con hiện nay con đang là vợ hợp pháp của anh ấy. Thì không lẽ bây giờ mẹ muốn con đi lấy người khác? Về vấn đề mà con là vợ hợp pháp, vợ trên hôn thú, thì tất nhiên là con sẽ chờ chồng con về. Nhưng mà chờ chồng về ly dị chứ hả? Dạ, nếu anh ấy về, con với anh ấy sẽ tính cái chuyện đó sau ạ. Nhưng mà con à, nãy giờ con hiểu sai cái vấn đề rồi. Ở đây á, con của mẹ là không phải là có một người phụ nữ thứ hai. Chồng con không phải là ngoại tình. Cái này là một phút lỡ lầm thôi. Nên con suy nghĩ lại đi nha. Có gì nó mà, trời, nếu mà lỡ mà nó có dính dáng với pháp luật á, nó có vô trong đó nó ở, con có thăm nó không? Con sẽ đi thăm ạ. Thăm đều đặn đúng không? Ở Việt Nam thăm được, còn ở bên nước ngoài thăm tốn tiền lắm, tôi không có đưa tiền mua vé cho đâu. Thôi ra năn nỉ mẹ đi. Bây giờ mẹ nói cái này nè, con thấy sao khi mà chồng con á, nếu mà được đưa về đây á, con có gặp ảnh không? Dạ có chứ. Vậy là giờ con chịu, con chấp nhận, con tha thứ cho chồng con đúng không? Con sẽ chấp nhận, con chờ chồng con về sau 5 năm, 10 năm, 20 năm, có thể là chung thân luôn đúng không? Mẹ à. Sao con? Dù sao thì bây giờ con vẫn là con dâu của mẹ. Đúng rồi. Thì con sẽ vì mẹ
con đi thăm anh ấy, con chờ anh ấy, nhưng mà còn về con có tha thứ cho anh ấy không á? Đợi anh ấy ra tù rồi mình nói tiếp nha mẹ. Thì con có nghĩ về con của mẹ là được rồi, chứ đừng có như chị xui. Trong thời gian anh ấy ở tù á, con hứa là con sẽ chăm sóc mẹ. Vậy là con có hướng giải quyết là con sẽ chờ đợi. Chờ đợi cho tới khi mãn hạn tù rồi sẽ quyết định với nhau là sẽ sống với nhau nữa hay không, chứ không có tha bổng đúng không? Dạ. Không, con tôi nhân hậu thiệt. Cái này người ta gọi là cây đắng mà có trái ngọt. Nó không thôi mà hai mẹ đừng hai mẹ đừng cãi nhau nữa. Để lo cho cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột. Mẹ đấy là nó quá nhân hậu. Mẹ thương con đi, mẹ đừng cãi nữa. Bây giờ con đau khổ lắm rồi. Mẹ hiểu. Mẹ cảm ơn con. Thưa quý vị, và đó chỉ mới là phần tham gia thử thách của quý cô đầu tiên. Để xem quý cô tiếp theo sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của quý cô Tiên Trúc. Mẹ không thể chấp nhận được hôm nay mình phải qua nói chuyện với bà Xui cho ra ngô ra khoai. Tôi rất là bản năng. Tôi chào chị Xui. Chào hỏi gì? Mời chị Xui ngồi. Nhà chị mà, chị ngồi đi. Dạ. Dạ, hai mẹ. Con biết là bây giờ trong lòng của hai mẹ đều lo lắng. Bây giờ thì anh ấy đang bị bắt ở nước ngoài. Mình sẽ chưa biết được là sự thật nó như thế nào. Sự thật nó chưa về được đến đây. Chúng ta chưa biết sự thật. Mà cái đó chỉ mới qua báo chí này nọ thôi. Thì con nghĩ như thế này. Anh ấy đã gây ra rồi. Đã có lửa rồi. Thì con nghĩ khi mà anh ấy về được đến đây, con mong muốn anh ấy có cho con một cam kết. Nếu như đây là lần đầu, con muốn anh lấy một cam kết cho con. Có nghĩa là anh sẽ không được tái phạm nữa. Bây giờ anh thấy nghĩ về gia đình này, có em nè, rồi sau này mình có con nữa này, nhìn vào hình ảnh của người cha con mình nó nghĩ như thế nào. Cho nên con nghĩ là lúc này con sẽ cho ảnh một cơ hội để ảnh tự sửa chữa và mang cho con một cam kết là không được xảy ra nữa, dù bất kỳ lý do gì, bởi vì đã xảy ra lần thứ nhất rồi. Con gái à, bình tĩnh nè, nó vô tù rồi, nó được ai nữa mà cần phải cam với kết. Nếu như mà ảnh không có sai phạm gì mà được, nói chung là không có bị bắt, bị đi tù ấy, thì về đây làm cam kết. Còn nếu như thật sự ảnh đã phạm lỗi, người ta điều tra ra ảnh đã phạm lỗi, thì thật sự con biết quyết định này của con có thể là thể làm mẹ có một chút đau lòng, nhưng mà chắc là con một chút gì đau lòng lắm chứ. Con phải cho anh ấy một khoảng thời gian, cho tụi con một khoảng thời gian. Tính thật sự anh ấy thương gia đình thì con nghĩ là sau cái cuộc chia ly này, anh ấy sẽ cố gắng tìm cách để hàn gắn lại với con. Còn nếu như mà anh ấy thật sự mà đam mê ham muốn như vậy rồi, thì mẹ nghĩ là bây giờ con giữ cái mối hôn nhân nó chỉ có hình thức bề ngoài này để làm cái gì? Con cũng đâu có thể nào giữ anh ấy bên cạnh mình mà trong khi trái tim anh ấy không thuộc về con. Dạ. Cho nên nếu anh ấy thật sự bị kết tội thì chắc là con sẽ phải cho cả con và anh ấy có thời gian ngăn cách với nhau. Đúng rồi con. Con gái ơi, bởi vì khi mà bị kết tội là ở tù kiểu gì cũng ngăn cách hà. Thì con sẽ có thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà vấn đề ở đây á, con ơi, nhiều khi á, con quyết định như vậy có tội nghiệp cho nó lắm không? Trong thời gian mà nó ở tù con không đi thăm nó, tội nghiệp đó con. Dạ không, con vẫn đi thăm anh ấy chứ. Để đó là tình nghĩa trước đó của con với anh đó mà. Nên con sẽ vẫn đi thăm, nhưng mà trên danh nghĩa là hai người bạn. Tại vì nếu anh ấy cũng nghĩ tới con thì đã không gây ra cái lỗi lầm đó rồi. Anh ấy cũng phải nghĩ với con chứ. Con ơi, mẹ nói con nghe nè. Phụ nữ của mình á thì có một cái là mình lúc nào cũng là cái người thua thiệt. Mình lúc nào cũng phải nhường nhịn chồng mình chứ con. Ví dụ như chồng mình có ra ngoài mà lỡ bóc bánh trả tiền á, thì mình cũng du di được con ha. Đúng không? Dạ, cái này nó là phạm trù đạo đức luôn rồi. Và nó để cho, nếu mà thật sự người ta kết tội, có nghĩa là anh ấy có tội, nó không còn mang tính bóc bánh trả tiền nữa. Mà đúng, nó đã rồi, vi phạm chị rồi, vi phạm vào luật hôn nhân gia đình nữa à. Ví dụ như con của mẹ nó cái kiểu nó một phút bồng bột á con, mình ham mê á con, hiểu không? Chứ nó không cố tình á, con có tha thứ không? Dạ ai cũng có đam mê hết. Ai cũng có đam mê mà con có thể kiềm chế được đam mê của mình, tại sao anh ấy thì không? Nếu thật sự mà anh ấy bị pháp luật điều tra ra, có nghĩa là anh ấy đúng như vậy rồi, thì làm sao con tha thứ được? Bây giờ nếu như sau này mà nó ra tù á, thì con có tiếp tục chọn người chồng đó làm chồng hay không, hay là con ly dị? Nếu sau này anh ấy ra tù mà anh ấy có sự ăn năn hối cải, 5 năm rồi, không lẽ con còn muốn cho nó ngoài đời 5 năm không gặp con, rồi con biết nó ăn năn hối cải bằng cách nào?
Nó vừa ra tù là con phải hốt nó về nhà liền, con dạy nó từ từ chứ. Dạ, dạ không ạ. Nếu thật sự anh ấy ăn năn hối cải về hành động của mình thì chắc chắn anh ấy đã có hướng trong cái 5 năm đó, rồi ra sẽ có cái gì đó chứng tỏ cho con liền, chứ không phải chỉ có để một mình con phải đi níu kéo, lôi kéo anh ấy như vậy. Dạ. Này con gái, con có chắc là sau khi chồng con ra tù con có thể quên hết toàn bộ những chuyện đó và con tha thứ cho chồng con 100% không? Về mặt tinh thần. Nếu con nhìn thấy anh ấy... Về mặt tinh thần, đúng rồi. Có sự cố gắng, thật sự anh ấy biết rằng mình một phút bồng bột nông nổi thì con nghĩ cho anh ấy một cơ hội lại là đúng. Con này, nếu như 3 năm, 5 năm con chờ được, nhưng 10 năm, 20 năm, 30 năm liệu con có chờ được không? Bây giờ con gần 30 rồi, 35 nữa đi ra là móm hết rồi con. Con sẽ cho anh ấy trong vòng 10 năm, thật sự thanh xuân con gái không có nhiều. Cho 10 năm thôi là con 40, con vẫn có thể làm lại cuộc đời của mình nếu như anh ấy vẫn chưa ra tù. Thì con cũng hy vọng con có cái hướng để con làm lại cuộc đời. Buồn. Dạ. Chứ bây giờ phụ con nữ cũng thông cảm cho con. Ví dụ như Nhật Bản án biết 10 năm nhưng quyết định là sẽ ly dị con để trả tự do cho con, để con có thời không gian đi bận. Tìm một cái tình yêu mới. Thì con có đồng ý không? Nếu mà anh ấy chỉ ly dị vì anh ấy muốn cho con tìm một tình yêu mới ấy, thì con cũng cần để có thời gian cho trái tim lành lại. Con nghĩ là đúng. Như thế. Nên là con cũng sẽ chưa có đồng ý liền. Anh ấy có thể đơn phương ly dị nhưng mà con cũng chưa đồng ý liền. Con cũng cho mình khoảng 5 năm, tức là có thời hạn cho con. Rồi con trong thời gian đó nếu mà anh ấy cố tình muốn hai đứa chia tay rồi thì con níu kéo cũng không được. Thì thôi thì con cũng sẽ dành thời gian đi làm lành bản thân mình nó tốt hơn. Rồi mình sẽ đi tìm người khác. Còn bây giờ, quý cô còn lại là Gia Hân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để xem Gia Hân tham gia thử thách này và giải quyết mẹ chồng và mẹ mình như thế nào. Chị Xui ngồi đi chị Xui. Mệt không, để tôi rót nước chị Xui uống nha. Đây, 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 đây. Nước này tôi rót nãy giờ cho nó nguội, chị Xui mệt, chị Xui uống nè. Tôi quá khổ luôn á. Thôi tôi nói chị nghe nè. Cái gì cái chứ bây giờ tôi cũng đại diện cho con tôi xin lỗi chị là cái đầu tiên. Thứ hai là mẹ xin lỗi con. Chứ bây giờ nó đi ra nước ngoài, nó làm những cái chuyện đó tôi cũng đâu có quản lý nó được đâu chị. Dở lỡ ra hết rồi, giờ ân hận cũng không có kịp gì à. Con quyết định, mẹ muốn nghe con quyết định. Ly dị đúng không con? Chắc là ly dị đúng không con? Thôi con quyết định đi. Con cũng cảm thấy là mẹ con có phần nói đúng. Tại vì những cái lần trước á, thì thật ra thì con cũng đã biết nhưng đã nghe người ta ở ngoài nói như vậy rồi, nhưng mà con vẫn không tin. Nhưng mà thật sự là hôm nay báo tin về thì con thật sự rất là sốc và con thật sự là không có muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này nữa mẹ ơi. Tại vì con cảm thấy là nó không chỉ là ảnh hưởng tới con, nếu mà ảnh hưởng riêng con á, thì con sẽ không gọi là con sẽ vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng mà ở đây là nó ảnh hưởng tới cả gia đình và cả bên gia đình, cả hai bên nhà mình luôn. Nên là con nghĩ là con tới đây để mình đưa ra hướng giải quyết là con muốn thỏa thuận là cái việc ly hôn như thế nào cho nó êm đẹp. À vậy đó hả? Có nghĩa là con muốn dừng lại và ly dị. Dạ đúng rồi. Ngay khi là cái chuyện này là có thật hay không có thật con cũng không cần là đối chất luôn đúng không? Và những lần trước theo con nói á, là con chỉ nghe người ngoài nói và con lập luận là chồng con có như vậy. Chồng con có làm những chuyện xấu xa. Rồi bây giờ đây mới là một lần để mà bị phát giác đúng không? Còn những lần trước là chỉ nghe nói mà con đã tin rồi. Thật sự là lần này thì họ cũng đã đưa ra chứng cứ như thế này và rất là xác thực rõ ràng rồi. Bên nhà con cũng rất là chịu ảnh hưởng rất là nhiều rồi mẹ. Bây giờ mẹ nói con nghe, thứ nhất là con của mẹ nó còn tận ở bên nước ngoài cơ. Nó chưa có về tới Việt Nam này, chưa có về tới nước của mình và cũng chưa có một cái bản án nhất định. Nên con quyết định như vậy con có thấy vội vã không? Thật sự là vợ chồng chung chăn gối thì con nghĩ là cũng có một phần nào đó đã hiểu nhau, đã như thế nào con cũng biết tính của anh ấy và giống như là không phải đây là lần một, lần hai mẹ ơi. Con cũng hiểu, có những cái lần mà con biết nhưng mà con vẫn im lặng. Mặc dù là như vậy, nhưng mà tới một cái mức nào đó mà nó đã chịu ảnh hưởng quá lớn rồi thì con nghĩ là mình nên dừng lại đúng lúc thì nó sẽ hợp lý hơn. Theo con nói á, là con ly dị chồng con cho dù là có cái chuyện này như thế nào hay không, bởi vì con hiểu chồng con đúng không? Nhưng mà mục đích của con ly dị là bởi vì danh dự của con hay danh dự của gia đình? Dạ, con cảm thấy là ở đây không phải là vì danh dự của ai cả, nhưng mà nó là một cái gì đó ảnh hưởng rất rất lớn và tất cả mọi người xung quanh, không chỉ cả con, cả mẹ con mà cả mẹ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là con muốn là mình
cùng hướng giải quyết, xong rồi sau đó mình sẽ kết thúc một cái chuyện này thật là êm đẹp. Con nói là con vì mẹ, con vì gia đình của con. Nếu con nói con vì mẹ thì bây giờ con trai của mẹ nó tận bên nước ngoài kìa. Chỉ một mình mẹ ở đây thôi, con phải là cái người bên cạnh mẹ, an ủi mẹ để giữ vững cái tinh thần cho mẹ chứ. Bây giờ con còn đòi chia tay với con mẹ như vậy rồi làm sao mẹ chịu đựng được? Dạ, mặc dù là con chia tay với con mẹ nhưng mà con vẫn mãi mãi là con gái của mẹ. Khi lúc nào mẹ cần thì con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Tôi hoàn toàn ủng hộ bà Xuôi ạ. Bởi vì nó chia tay với chồng của nó, nhưng tất nhiên con gái tôi vẫn sẽ là con gái của chị. Chị cứ yên tâm như vậy. À, nhưng mà con à, thế bây giờ chồng con đang ở bên nước ngoài như vậy thì con tính ly dị anh ta như thế nào? Dạ, chắc là con sẽ phải để anh về nước hoặc là bên đó xử lý cho xong thì cái việc ly hôn thì mình sẽ giải quyết sau. Đúng tại rồi. Vì trước mắt là mình vẫn cần phải xác thực là cái chuyện đó và cho bên đó họ phải làm việc như thế nào. Mình không thể nào gấp gáp được. Tại vì cái chuyện ly hôn này thì con cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Con sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình đâu. Xin lỗi chị Xuôi là bây giờ con chốt làm sao? Thôi con chốt sao? Bây giờ con quyết như thế nào? Dạ, con thật sự là xin lỗi mẹ. Nhưng mà con vẫn muốn là bên đó giải quyết xong rồi con sẽ về làm thủ tục ly hôn với anh nữa. Rồi mẹ hiểu rồi, mẹ tôn trọng ý kiến của con. Rồi xong, cảm ơn phần thi của con. Cảm ơn bà Xuôi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ được nghe những đánh giá và nhận xét từ các giám khảo quyền lực của chương trình. Đầu tiên thì Miko cảm thấy vui bởi vì qua vòng 2 có hay không có thì Miko cũng cảm nhận được các bạn có lắng nghe lời góp ý từ ban giám khảo và các bạn có chỉnh sửa. Đầu tiên á, thì thấy Thiên Ngọc rõ ràng em đã biết cách uyển chuyển và khéo léo hơn, dịu dàng hơn. Khi mà em bước vào em biết chào mẹ chồng, em biết quan tâm tới sức khỏe của hai mẹ, em biết lắng nghe và thậm chí cái cách trả lời của em cũng là để cho người mẹ chồng này không có bị quá đau khổ và bị sốc. Nhưng mà cuối cùng trong cái cách biểu hiện của em nó vẫn có cái sự cứng rắn. Con nói con chờ vậy đó, nhưng mà trong cái ánh mắt rõ ràng vẫn là con với ảnh sẽ xử lý riêng với nhau, chứ không phải là ngồi đây mà trắng đen với hai mẹ làm gì. Và như vậy rõ ràng thấy em có sự cầu toàn chỉnh chu hơn trong thái độ của mình. Và tiếp theo, sự tiến bộ tiếp theo là Gia Hân. Em vẫn là cô gái cá tính, em vẫn chọn đúng cái lập trường của em. Và em cũng đã biết tiết chế để cho khán giả và bản thân chị nhìn thấy em có lý do. Rõ ràng một lần nữa phải nói là chọn chờ hay là chọn ly dị, đó là quyền của người vợ. Em nói là con ly dị nhưng con vẫn mãi là con của mẹ, chị rất thích. Và em cũng có sự lễ phép với hai mẹ. Điều đó cho thấy là từ vòng 1 qua vòng 2 em khác rất nhiều. Em thay đổi góc nhìn của chị, cảm ơn em. Thiên Trúc, em có hơi bị sách vở quá không? Không, cái này là lại là cảm nhận của Miko thôi. Em nói là viết một bản cam kết thì làm cho mình cảm thấy cũng còn hơi khiên cưỡng. Theo Phi Thanh Vân, đâu là cô gái em ấn tượng nhất và đâu là cô gái em kém ấn tượng hơn? Với em thì tất nhiên cái cô gái em ấn tượng nhất vẫn là bé Thiên Ngọc. Bởi vì vẫn như một cô gái như vậy, dễ thương, dịu dàng, thùy mị và đầy tình cảm. Và cái cách xử lý này về mặt tâm lý lẫn về mặt lý thì nó là đúng. Thể hiện lên một tinh thần công dung ngôn hạnh, đúng kiểu hy sinh, chắt chiu của người phụ nữ Việt Nam. Là chồng có làm cái chuyện gì đúng, làm cái chuyện gì sai thì người phụ nữ vẫn chịu thương, chịu khó, vẫn chờ chồng, vẫn hy sinh cho chồng, vẫn tha thứ cho chồng. Và việc này ở ngoài xã hội là có, thưa quý vị. Nhưng nếu như ở ngoài đời thực sự em bị như vậy, em cần phải lý trí hơn. Về vấn đề Thiên Trúc, chị hiểu tại sao em yêu cầu bản cam kết. Bởi vì trong nghề giáo viên và một số những nghề đặc thù khác thì chúng ta hiểu được bản cam kết nó giống như là một phương pháp NLP, mindset lại não. Một lần nữa bắt não chúng ta phải khẳng định điều đó là sự thật và chúng ta sẽ làm theo. Và nếu như là chị cũng sẽ làm như vậy. Chị ủng hộ em. Rồi,
Và chị cũng ủng hộ luôn về việc mà em sẽ cho một cái giai đoạn chờ là 10 năm. Nếu như anh muốn ly dị, em sẽ ly dị. Còn nếu như anh không muốn ly dị thì em vẫn sẽ cho anh một cái giai đoạn là 10 năm ở trong tù. Nhưng nếu như anh bị tù 15 năm, 20 năm hay 30 năm thì em sẽ không chờ. Tất nhiên em à, chúng ta trước khi sống cho người khác phải sống tốt cho mình. Bởi vì mình là do bố mẹ mình sinh ra, mình không yêu được chính bản thân mình không vì mình thì mình chả vì ai được cả. Về quan điểm của Gia Hân, em là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, có một chút xíu nổi loạn. Và em rất rõ ràng cụ thể về quan điểm. Em là hình mẫu của cô gái hiện đại, nhưng hơi lạnh lùng. Bởi vì người ta nói là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Ở đây thì có chị là mẹ em, có cả mẹ chồng em. Trong cái giai đoạn mà nó căng thẳng như vậy này, thì em có thể sử dụng một cái biện pháp mà trong 36 kế sách á, nó đều có dạy, là chúng ta nhẹ nhàng hạ mình xuống và chậm lui lại. Như vậy thì người ta sẽ thấy là mình không phải là cái dạng mà phũ. Chị hy vọng là lần sau em sẽ tỉnh táo hơn và có sự lựa chọn tâm lý hơn. Thật ra cũng phải nói đi nói lại, Gia Hân cũng khá là khôn khéo khi mà đặt để vào một tình huống, đó chính là anh chồng này đã tái phạm nhiều lần rồi. Đó là cách mà Gia Hân đã gài vào cái câu chuyện này là thành câu chuyện lặp đi lặp lại, chứ không phải là một tình huống mới diễn ra. Đúng rồi, để chúng ta không còn bênh vực gì nữa cả, để cho thấy cái sự khéo léo của bạn ấy. Còn với Tường Mộc thì sao? Với ba cô gái này, em ấn tượng với ai và em chưa ấn tượng với ai? Nếu mà nói về ấn tượng á, thì em ấn tượng với bạn Thi Ngọc. Ừ. Bởi vì trong cương có nhu, trong nhu có cương. Chứ không phải là quá cứng nhắc và cũng không quá mềm yếu. Bạn Tiên Trúc thì em thấy bạn có phần hơi yếu mềm và bị khái niệm quá. Bạn Gia Hân vẫn là nét lạnh lùng, cool girl, rất lạnh lùng, rất quyết đoán, không sợ người khác đau lòng luôn. Nhưng mà phụ nữ hiện đại là phải như vậy, đúng không? Nhưng mà tùy theo trường hợp, mà em thấy là em ấn tượng nhất chỉ có một mình Thi Ngọc thôi. Vâng, vâng, cảm ơn bà giám khảo. Và thưa quý vị, thật ra mà nói đây là một đề bài thật sự khó nha. Không có dễ đâu, thật sự khó. Tại vì nếu mà nó gói gọn trong phạm vi đất nước Việt Nam chúng ta thì quá là dễ để xử lý rồi, đúng không? Chúng ta có đầy đủ cơ hội, thậm chí là thời gian để chúng ta tiếp cận những vấn đề một cách thấu đáo nhất. Nhưng đây là một vấn đề đang diễn ra ở nước ngoài nữa, cho nên cũng khá là khó. Thưa quý vị, đó chính là phần tham gia thử thách của ba quý cô. Giờ đây là lúc mà giám khảo có quan điểm của giám khảo, nhưng tôi tin là quý vị khán giả tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng có quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên, lúc này người quyết định để một quý cô tiếp theo dừng cuộc chơi bằng cách bình chọn nhiều lượt không thích nhất lại chính là ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian bình chọn dành cho các vị bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian bình chọn dành cho ba giám khảo và các bạn khán giả có mặt tại trường quay cũng đã hết. Để xem là với những gì đã được giải bày trên sân khấu thì quý cô nào rất tiếc phải nhận được nhiều bình chọn không thích nhất từ giám khảo và khán giả. Xin mời các quý cô vào vị trí để đón nhận kết quả ngay bây giờ. Các cô gái ngay lúc này cảm nghĩ như thế nào trước khi đón nhận kết quả ngày hôm nay? Đầu tiên chúng ta cùng đến với Thiên Ngọc. Em hài lòng bao nhiêu phần trăm với phần thể hiện của mình trong phần thử thách đời thường? Vì cái cách xử lý đó cũng là tính cách con người ngày thường của em, nên là em đánh giá 100%, em hài lòng ạ. Sống thật với bản thân mình là một đức tính tuyệt vời, thưa quý vị. Và để xem với Thiên Ngọc thì liệu rằng khi mà một cô nàng đem tính cách thật của mình lên sân khấu để tham gia thử thách đời thường có chiếm được cảm tình của ban giám khảo cùng với các bạn khán giả có mặt tại trường quay hay không? Thời gian đến với kết quả ở vị trí Thiên Ngọc bắt đầu. Để xem Thiên Ngọc có nhận được nhiều sự bình chọn không thích từ giám khảo và quý vị khán giả có mặt tại trường quay hay không? Một xin mời.
hú hồn không em? Em muốn khóc luôn. Muốn khóc luôn là bắt tay cách rồi phương hết trời quá đất. Chúc mừng em nha. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai vị trí, đó chính là Tiên Trúc và Gia Hân. Hai cô nàng này liệu rằng ai sẽ là người phải nhận được những bình chọn không thích nhiều nhất từ ban giám khảo cũng như quý vị khán giả? Tiên Trúc, theo Trúc, phần thắng của mình là bao nhiêu phần trăm? Dạ, theo em thì phần thắng của em cũng tầm vào 90%. 90%? Bởi vì đó cũng là một con người thật sự của em, có sự nhân nhượng trong giới hạn mà thôi. Đó cũng là lợi thế của Tiên Trúc. Vậy còn Gia Hân thì sao? Dạ, trong phòng thi trước thì em cảm thấy là mình có hơi hồi hộp và cảm thấy là phần thi đó chưa tốt thật. Nên là em cũng có hơi hối hận một xíu à. Hối hận một xíu, em hối hận về điều gì và muốn thay đổi điều gì? Em chỉ mong là mình có thể bớt lo lắng và bớt hồi hộp hơn để có thể hoàn thành tốt phần thi đó thôi ạ. Bây giờ, để xem bình chọn không thích từ ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay sẽ nghiêng về ai nhiều hơn. Mời hai bạn bước vào vị trí. Kết quả dành cho Tiên Trúc và Gia Hân bắt đầu. Cùng hồi hộp chờ đợi nhé. Thưa quý vị, hãy cùng hướng mắt về hai vị trí đặc biệt của hai quý cô, Tiên Trúc và Gia Hân. Kết quả sẽ có sau tiếng đếm 3-2-1 của Phương Hiếu. Cùng hồi hộp chờ đợi nào. Đâu sẽ là quý cô nhận được nhiều bình chọn không thích nhất và phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 2 này. 3-2-1. Chúng ta phải chào tạm biệt với Tiên Trúc. Xin mời Thiên Ngọc và Gia Hân bước xuống sân khấu nào. Và thưa quý vị, chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn hơn để chúc mừng hai quý cô Thiên Ngọc và Gia Hân vào đến vòng cuối cùng của chương trình mang tên Thập Đoàn Thập Mỹ. Thưa quý vị, đây chính là vòng cuối cùng của chương trình mang tên Thập Đoàn Thập Mỹ. Cũng tên là Thập Toàn Thập Mỹ. Ngay lúc này thì các cô gái của chúng ta, đặc biệt là hai quý cô xuất sắc còn lại, lần lượt sẽ trả lời và điền tiếp vào những câu bỏ lửng của ba vị giám khảo của chúng ta để xem sự xử lý tình huống, cách lựa chọn những ý tứ thông minh để làm có nghĩa câu nói đó sẽ được diễn ra như thế nào, để xem các cô gái này có đủ bản lĩnh và tự tin để vượt qua chông gai cuối cùng của chương trình hay không. Ngay bây giờ chúng ta cùng mời ba vị giám khảo tiến về sân khấu. Xin mời. Thưa quý vị, lúc này ba nàng giám khảo xinh đẹp, tài năng và duyên dáng đã vào vị trí rồi. Sẵn sàng chứ nào? Hy vọng rằng các em sẽ hỗ trợ cho hai quý cô của chúng ta hoàn thành thật tốt phần thử thách cuối cùng Thập Toàn Thập Mỹ để tìm ra cô gái xuất sắc nhất. Thời gian dành cho các vị giám khảo và hai quý cô bắt đầu. Câu đầu tiên dành cho Ngọc. Xinh là một lợi thế. Thông minh, chăm chỉ, đó mới là năng lực. Những nụ hôn vụng trộm đều là những sai lầm. Câu nói dối kinh điển nhất của đàn ông là: vợ chồng anh sống chung thôi nhưng mà không có hạnh phúc. Wow. Có lý nha. Em ơi, mấy em nên coi lại nha. Em nghe câu đó mấy lần rồi? Dạ em nghe hoài ạ. Mọi thứ đều có giá, và đáng giá nhất là nụ cười của một người phụ nữ. Biết trân trọng bản thân. Quá khó để làm ai đó yêu mình. Thôi thì mình yêu chính mình. Hay quá. Hay quá. Người phụ nữ giống như giọt nước. Đôi khi mạnh mẽ nhưng cũng có lúc phải vỡ tan. Wow. Có ý nghĩa mà bằng chị. Có ý nghĩa. Có ý nghĩa mà chị. Em làm tim chị vỡ. Chết vì người mình yêu là cái chết ngu nhất. Đúng. Đúng. Wow. Hai này, không em thấy chính xác. Bây giờ em nghiệm là chính xác.
Muốn làm một người tổn thương thì chỉ cần nói một câu: anh đã hết yêu em. Dường như ai cũng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong rất yếu đuối. Chúc mừng các em. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn những người phụ nữ đã từng yếu đuối. Mời về vị trí nào. Và ngay bây giờ, để xem sau những màn tương tác của ban giám khảo cùng với hai quý cô còn lại của chương trình, thì ai trong hai quý cô này trở thành quý cô nhận được nhiều sự không thích nhất từ ban giám khảo cũng như các bạn khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian bình chọn đã hết. Đây chính là sự bình chọn không thích dành cho một trong hai quý cô này. Và hãy để xem kết quả hôm nay sẽ như thế nào. Chúng ta cùng trò chuyện một vài câu với cả hai quý cô còn lại. Thiên Ngọc, hãy nói cho chúng tôi biết một câu trước khi đến với kết quả ngày hôm nay. Vì sao em xứng đáng trở thành cô gái thập toàn thập mỹ nhất đêm nay? Điều mà em tự tin để trở thành người thập toàn thập mỹ nhất trong cuộc thi hôm nay đó là về trí tuệ, sự thông minh, khôn khéo và thêm một chút tự tin của em nữa, thì em cũng đã thể hiện hết những cái gì mà trong con người em rồi. Và em rất mong được sự đồng cảm cũng như yêu mến của quý ban giám khảo và quý vị khán giả. Em cảm ơn. Một tràng vỗ tay nữa cho Thiên Ngọc. Còn Gia Hân, cùng với câu hỏi tương tự, em thì sao? Dạ, em chào ban giám khảo ạ. Như lúc đầu ban giám khảo đã nói là không có ai là thập toàn thập mỹ. Nhưng mà họ phải biết cố gắng. Thì qua những vòng em đã cố gắng rất nhiều. Và em chỉ mong là ban giám khảo và các vị khán giả sẽ nhận xét công tâm nhất ạ. Thưa quý vị, rõ ràng thập toàn thập mỹ là một mỹ từ. Nhưng nếu chúng ta sống hướng về những điều thập toàn thập mỹ thì chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của mình mà thôi. Đó là điều tuyệt vời mà mỹ từ này mang đến. Hy vọng rằng các cô gái đã có thật nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng đến với kết quả. Mời hai bạn vào vị trí. Thưa quý vị, hai cô gái đều dịu dàng, đều cá tính, đều có những cách xử lý rất thông minh. Một bên hơi quyết liệt một chút xíu, một bên giữ trọn vẹn vẻ dịu dàng đầm thắm của người phụ nữ Á Đông. Liệu rằng hai phiên bản phụ nữ này, một phụ nữ dịu dàng đầm thắm và một phụ nữ hiện đại cá tính, ai sẽ là người chiếm nhiều cảm tình hơn từ phía của vị khán giả? Và đặc biệt là ai sẽ nhận được nhiều sự bình chọn không thích hơn để phải đáng tiếc dừng cuộc chơi ở vòng cuối cùng này, không có cơ hội trở thành gương mặt thập toàn thập mỹ? Bây giờ tất cả mọi sự chú ý đang hướng mắt về kết quả. Hãy cùng hướng mắt về hai vị trí để cùng đến với kết quả sau tiếng đếm của tôi. Đó cũng chính là kết quả quyết định ngày hôm nay, để xem ai sẽ trở thành quý cô thập toàn thập mỹ của chương trình hôm nay. Nào, 3, 2, 1, xin mời! Tiếc phải chia tay với Hân và chúc Hân nhiều sức khỏe cũng như là gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống sắp tới nha. Cảm ơn Hân nhiều, vỗ tay ủng hộ tinh thần Hân đi nào. Và chúng ta cùng quay về một tràng vỗ tay để chúc mừng cho Thiên Ngọc. Em nghĩ gì về kết quả này? Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Điều đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc chương trình, cảm ơn quý ban giám khảo, cảm ơn anh Hiếu và cảm ơn tất cả các ban giám khảo đang ngồi đây cùng với ekip chương trình đã cho em cái cảm xúc thăng hoa này. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Thiên Ngọc đứng đây, Thiên Ngọc tự tin nói với mọi người rằng Thiên Ngọc là người thập toàn thập mỹ của đêm nay. Yeah, xin chúc mừng.
Và bây giờ chắc chắn rồi, để ghi nhận sự chiến thắng ngày hôm nay sẽ có được kỷ niệm chương từ chương trình gửi tặng đến Thiên Ngọc. Và bây giờ chúng tôi xin mời Hoa hậu, doanh nhân, chuyên gia tâm lý Phi Thanh Vân sẽ thay mặt cho ban tổ chức trao kỷ niệm chương dành cho quý cô Thiên Ngọc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một trong ở đây nữa, chúng ta cùng chúc mừng cho Thiên Ngọc. Chúc mừng Thiên Ngọc một lần nữa, mời Tuyền Mập và mời Miko Lan Trinh cùng lên sân khấu nha, để chúng ta cùng gửi lời chào cho khán giả nào. Rồi. Và kính thưa quý vị, đó là những điều hấp dẫn và tuyệt vời chỉ có tại Thập Toàn Thập Mỹ. Đừng quên chương trình Thập Toàn Thập Mỹ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau. Tôi là Phương Hiếu, xin chào. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.